Xin kính chào Hội Thánh. Trong thời giờ này, chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời của Chúa trong Khải Huyền, đoạn 22, từ câu 6 đến câu 21 mà chúng ta đã được đọc đối đáp với nhau. Trong lễ một buổi sáng, thì tôi có chia sẻ cho Hội Thánh về phần thưởng từ trời. Nó khác với cái phần thưởng từ đất. Ở trong Kinh Thánh thì Chúa cũng có nói một số những cái phần thưởng từ đất. Ví dụ như khi mà người ta làm công tác từ thiện, bố thí, thì người ta gióng lên cái hồi chuông, hồi trống, rồi dơ cao cái bảng mà mình giúp cho người khác. Và Chúa nói rằng những kẻ đó đã được phần thưởng của mình rồi. Cái phần thưởng đó là lời khen của nhiều người khác, thấy rằng ô, ông này, bà này, cái công ty này thì rất là nhân ái, rất là yêu thương, giúp đỡ người ta rất là nhiều. Đó là phần thưởng từ đất, chấm hết. Chúa không thưởng. Rồi Chúa nói rằng khi cầu nguyện, khi kiêng ăn, có những người á kiêng ăn thì mặt mày nhăn nhó, méo mó rồi vân vân. Để cho mọi người thấy rằng tôi đang kiêng ăn. Và Chúa nói rằng những kẻ đó cũng đã được phần thưởng của mình rồi. Đó là phần thưởng khi người khác thấy rằng ô, anh tín đồ này, chị tín đồ này thiêng liêng đây. Cho nên không những cầu nguyện mà còn cầu nguyện kiêng ăn nữa. Cao đó, phải không? Và phần thưởng được rồi. Có người thưởng, Chúa không có thưởng. Và vì vậy chúng ta không sống với những cái phần thưởng tạm bợ trên đất. Mà xin Chúa cho chúng ta sống với cái phần thưởng từ trời. Chúa sẽ mang đến cho chúng ta. Và Chúa thưởng cho người nào biết làm công việc Chúa chứ không phải chỉ nói công việc Chúa. Và trong Khải Huyền đoạn 22, chúng ta thấy có 4 lần Chúa nhắc nhở. Để chúng ta có thể nhận được phần thưởng từ trời, thì xin Chúa cho chúng ta, trước hết, chúng ta phải quý trọng, yêu mến lời của Chúa. Nhưng mà trước đó thì xin chúng ta đọc lại với nhau câu gốc Khải Huyền 22 câu 12. Xin chúng ta cùng đọc. Này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ở đây chúng ta thấy lần thứ nhất khi Chúa nhắc đến cái việc Chúa đến mau chóng trong câu số 7. Xin Hội Thánh chúng ta đọc chung với nhau câu thứ 7. Kìa, ta đến mau chóng, phước thay cho kẻ nào giữ những lời ti trong sách này. Ở đây Chúa cho chúng ta thấy, để chúng ta được phước và để chúng ta được phần thưởng từ trời, phước thay cho những kẻ nào giữ theo những lời tiên tri đã được chép ở trong sách này. So với thế gian, chúng ta được phước vì chúng ta có lời Chúa. Người thế gian, họ không có lời Chúa như chúng ta, cho nên họ bối rối, họ bất an, họ nhìn thấy những cái thiên tai, bão táp, dịch lệ, họ không biết điều gì nó đang đến với con người. Còn chúng ta thì chúng ta có lời của Chúa. Lời của Chúa nói trước rồi. Và chúng ta đọc để chúng ta biết, biết để chúng ta tin và chuẩn bị. Cho nên chúng ta có phước hơn người thế gian vì chúng ta có lời của Chúa. Nhưng mà cái điều mà Chúa nói ở đây là phước cho cái người nào giữ theo, làm theo, sống theo lời của Chúa, chứ không phải chỉ có Kinh Thánh mà thôi. Có thì ai cũng có, một quyển, hai quyển, năm quyển, bảy quyển. Nhưng mà để sống với lời của Chúa, thì xin Chúa cho chúng ta yêu mến, quý trọng lời của Chúa. Để chúng ta sống với lời của Chúa. Bởi vì ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5, Phao-lô nói rằng
không đến nỗi cái ngày Chúa đến nó thần linh cho chúng ta. Không. Thần linh là đối với thế gian. Họ không có lời Chúa cho nên họ thấy thần linh. Chúa cắt một số người đi. Thần linh việc này việc kia xảy ra. Nhưng không đến nỗi cho anh em con của sự sáng, con của ban ngày, không có thần linh được. Tuy vậy, nó sẽ có cái tình trạng thần linh cho những người tín hữu nào đã nghe giảng, đã biết Chúa sẽ đến, nhưng mà không chuẩn bị, không sửa soạn, không sống theo lời của Chúa, thì đúng là coi chừng chúng ta cũng bị thần linh như người thế gian. Còn phước thay cho người nào giữ theo, sống theo những lời tiên tri Chúa đã nói, và người đó là người sẽ được nhận phần thưởng, nhận được phước từ nơi Chúa. Cho nên thưa với quý vị, thế gian họ không có lời Chúa cho nên họ bối rối, họ bất an, rồi họ sẽ đối diện với cái thần linh. Còn chúng ta mà cũng giống như họ thì chúng ta còn vô phước hơn người thế gian. Phải không? Vô phước bởi vì mình có cái kho tàng khôn ngoan này ở bên cạnh mình mà không đọc, không nghiên cứu, không sửa soạn, không vân giữ, thì coi chừng so với người thế gian mình còn vô phước hơn nữa. Mình còn vô phước hơn nữa. Vì sao? Giống như một cái người mà chết đói vì không có thức ăn thì thôi đã đành phải chết đói. Nhưng mà một cái người mà chết đói bên một cái đống gạo không hiểu nổi, phải không? Cho nên nếu mà chúng ta có cả một cái kho tàng thuộc linh quý báu như thế này, không biết gì hết vì cứ không đọc, không làm theo, không tin cậy, thì coi chừng chúng ta còn mất phước hơn với người thế gian. Cho nên để được phần thưởng Chúa ban, xin Chúa cho chúng ta phải thay đổi cái thái độ của mình đối với lời Chúa và thay đổi cái cách sống của mình đối với lời Chúa. Xin Chúa cho chúng ta mỗi ngày sống với cái mana thuộc linh này. Dân Do Thái ở trong sa mạc, sáng mà thức dậy là mau mau, trời còn mờ mờ là phải ra khỏi cái lều trại của mình đi nhặt mana. Và nếu mà họ ngủ trễ, mặt trời lên, mana lúc đó tan hết rồi, thì coi chừng sẽ đói. Cũng vậy, xin Chúa cho chúng ta mỗi ngày để sống với mana thuộc linh này, sống với lời Chúa, yêu mến Chúa. Và cái thái độ của chúng ta để quyết định cuộc đời chúng ta có phước hay là coi chừng không có phước. Ở trong Giăng đoạn 15 câu 7, Chúa nói rằng nếu các ngươi cứ ở trong ta và lời ta ở trong các ngươi. Hai cái vế quan trọng này. Chúng ta đáp ứng được hai cái vế này là chúng ta ở trong Chúa, lời Chúa ở trong chúng ta. Hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được. Cho nên quý vị ơi, Đức Chúa Trời không phải là Aladdin, là cái cây đèn thần để mình là Aladdin. Mình muốn gì đòi nấy, muốn gì xin nấy. Không, phải có điều kiện. Chúng ta phải là người ở trong Chúa. Chúng ta phải là cái người mà yêu mến, cất giấu, ham mến lời của Chúa. Rồi Chúa mới nói rằng, khi chúng ta đáp ứng hai cái điều kiện đó, ở trong Chúa, lời Chúa ở trong chúng ta, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được. Tôi hỏi quý bậc làm cha làm mẹ ở đây, cái đứa con của quý vị nó xem thường mọi lời quý vị nói đường nó làm ngã, biểu chuyện này nó làm chuyện kia, nó chẳng xem trọng lời của người cha người mẹ. Bây giờ nó tới nó đặt vấn đề với ba: ba ơi cho con cái này, mẹ ơi cho con cái kia, cái nọ. Quý vị cho được không? Khó phải không? Khó. Con cái xem thường lời của ba mẹ, bảo ba mẹ phải xem trọng lời nó cầu xin thì không hợp lý, không công bằng.
Cũng vậy chúng ta là con của Chúa, phải xác định mình ở trong Chúa và lời Chúa ở trong chúng ta. Nhiên hậu, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Tiếp theo, để chúng ta được phước, trong câu số 10, cái quyền 22, câu thứ 10, xin hội thánh đọc chung câu kinh thánh này. Chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách này, vì thì giờ đã gần đến. Chúa nhắc chúng ta để đời sống chúng ta được phước, và mình cũng trở thành cái nguồn phước cho người khác. Thì xin Chúa cho chúng ta đừng có niêm phong lời của Chúa, đừng có niêm phong tin lành, và đừng có ngậm miệng lại trước những người thế gian đang hư mất. Chớ niêm phong, chớ yên lặng. Và mỗi một lần chúng ta dự tiệc thánh thì lời Chúa nhắc chúng ta rằng ăn bánh này, uống chén này thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Cho nên để chúng ta được phước và được phần thưởng trong ngày chúng ta gặp Chúa, và Chúa cũng gần lắm rồi, thì xin Chúa cho chúng ta mở miệng để nói về Chúa, mở miệng để làm chứng về Chúa. Và chúng ta nhớ Ê-xê-chiên đoạn 3, đoạn 33, Chúa nói rằng nếu chúng ta không giảng, không cảnh báo cho những người thế gian, Chúa sẽ đòi máu vô tội của họ nơi chúng ta. Chúng ta không chịu nói, không chịu cảnh báo cho họ biết ngày Chúa trở lại, sự phán xét của Chúa trên cả nhân loại, mình không nói, không giảng, thì Chúa nói rằng Chúa sẽ đòi máu họ nơi chúng ta. Còn ngược lại, trong Daniel đoạn 12 câu thứ 3 thì Daniel nói như thế này, tôi xin đọc để hội thánh cùng nghe. Daniel đoạn 12 câu thứ 3: những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung, và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Và chúng ta cảm ơn Chúa, bởi vì trước đây á, mình thuộc về tối tăm, con cái ma quỷ, sống trong sự hư mất, nô lệ cho đủ thứ tội lỗi. Bây giờ Chúa đem mình trở về với Chúa, bước vào sự sáng. Cho nên trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 8 thì Phao-lô vạch cho chúng ta thấy hai giai đoạn cuộc đời của mình: lúc trước, bây giờ. Và lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng mà bây giờ đã nên người sáng láng ở trong Chúa. Và một người con của đấng sáng láng, xin Chúa cho chúng ta dắt đem nhiều người khác đang ở trong cái sự tối tăm hư mất, xin Chúa cho chúng ta thương họ để mang tin lành cứu độ của Chúa đến cho họ. Xin Chúa cho chúng ta rờ lòng mình để hỏi: tôi trả nợ yêu thương cho người này, người này, người này trả chưa? Cái người làm chung, học chung, sống chung với chúng ta, chúng ta đã mở miệng để nói về Chúa chưa, hay là đang niêm phong, đang ngậm miệng, đang yên lặng, không nói gì hết? Thời gian cứ trôi trôi đi, mà nợ của mình, cái nợ yêu thương nó cứ chồng chất khi không nói về Chúa. Và người ta bị đùa đến sự chết. Cho nên Chúa đã cứu chúng ta, thì xin Chúa cho chúng ta cũng dạng dĩ để nói về Chúa cho người khác. Và mùa Giáng sinh sắp về, cơ hội cho quý vị, cơ hội cho thân hữu, cho đồng bào của chúng ta, để họ có dịp trong cuộc đời. Có thể cả năm họ bận rộn công việc, làm ăn, buôn bán vân vân, thì khi mà họ nhìn thấy cái cây Noel ở dọc đường nó nhấp nháy thì họ cũng có một chút lưu tâm. Và chúng ta cũng nắm cái cơ hội này để chúng ta mở niêm phong đi, mở miệng mình ra nói về Chúa. Và phần thưởng Chúa sẽ ban cho người nào biết làm chứng về Chúa. Và ai đó từ đầu năm tới bây giờ
không nói là đang niêm phong tin lành đó, niêm phong lời Chúa đó. Chúng ta có tội với Chúa và có tội với đồng bào. Hãy mở miệng để nói về Chúa. Điều thứ ba, để chúng ta có thể nhận được phần thưởng từ trời, chúng ta đọc trở lại câu gốc, xin cùng đọc. Này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Cái điều thứ ba, để chúng ta nhận được phần thưởng của Chúa là phải làm công việc Chúa, phải hầu việc Chúa. Cái việc mà chúng ta được Chúa cứu hoàn toàn miễn phí. Chúng ta không có cộng, không có đóng góp, không có công đức, không có của lễ gì chúng ta dâng cho Chúa. Không, tất cả những việc làm để cứu chúng ta, Chúa làm cho chúng ta rồi. Và bây giờ Chúa cho chúng ta những năm tháng còn lại trên đất này, cơ hội để chúng ta hầu việc Chúa, cơ hội để chúng ta đáp ơn Chúa. Và vì vậy cho nên, trước hết chúng ta hầu việc Chúa là vì muốn đền ơn Chúa, đáp ơn Chúa. Và dĩ nhiên khi chúng ta làm việc Chúa, thì Chúa nói rằng công khó của anh em trong Chúa, Chúa không quên đâu. Có thể hội thánh không biết, có thể ban trị sự hay là quản nhiệm không biết những công việc quý vị làm. Nhưng mà khi sáng tôi có chia sẻ trong lễ 1, Matthew đoạn 25, câu 34, 35, 36 đó, Chúa nói rằng, hỡi những kẻ ở bên hữu của ta lại hãy đến nhận phần thưởng vì ta đói. Ngươi cho ta ăn, ta khát, ngươi cho ta uống. Ta bị tù, ngươi thăm viếng ta. Ồ, mấy người này ngạc nhiên lắm. Không nhớ. Chúa ơi, có khi nào mà Chúa đói đâu. Có khi nào mà Chúa khát đâu. Có khi nào Chúa bị tù, Chúa bị bệnh đâu. Nhưng mà Chúa nói rằng khi chúng ta làm những việc đó cho anh em mình, cho hội thánh Chúa, thì Chúa kể như là làm cho Chúa. Và những cái việc đó, nó âm thầm, nó kín đáo như thế nào, Chúa ghi, Chúa nhớ, Chúa biết. Có cái điều Chúa nhắc mình á, đừng có hê nó lên, phải không? Giúp ai đó, chia sẻ cho ai đó, đừng có hê lên, đừng có về lấy sổ mà ghi ngày đó tôi giúp người này, ngày kia tôi giúp người kia, bao nhiêu, quý vị ghi thì Chúa không ghi đó, tôi nhắc rồi ha. Nó phi cơ đốc. Nhưng mà ngược lại, chúng ta không ghi, không nhớ, lẳng lặng âm thầm làm việc Chúa, như Chúa nói rằng tay hữu giúp không cho tay tả biết nữa đó. Chúa biết. Cho nên hãy làm công việc Chúa. Qua cái việc mình hầu việc Chúa, qua cái việc mình chia sẻ cho anh em của mình, Chúa sẽ ban thưởng. Và ở đây Chúa nói rằng Chúa trả cho mỗi người tùy theo việc. Tôi nhấn mạnh, tùy theo cái việc mình đã làm, không phải tùy theo cái chức tước gì mình có, không phải vì theo cái ý kiến, những cái lời góp ý, những cái sáng kiến của mình, không, tùy theo việc mình đã làm. Cho nên Chúa cho chúng ta hãy làm việc Chúa. Sách Khải Huyền là một trong những sách mà người không tin Chúa họ không thích đọc, bởi vì thấy nó ghê lắm. Lửa hừng, sư tử, thạnh nộ, đó là việc mà dành cho những người không tin Chúa. Cho nên khi đọc đến Khải Huyền, họ thấy mấy cái từ đó đối diện trước mặt Chúa như đối diện trước mặt sư tử của chi phái Giuđa, run lắm. Đối diện trước mặt Chúa là họ đọc và thấy là lửa hừng không hề tắt, tiếng rên không hề dứt, vân vân. Đó là dành cho thế giới vô tín này. Nhưng mà đối với Chúa và đối với chúng ta là con của Chúa, thì Chúa nói rằng, này ta đến mau chóng, đem phần thưởng. Chúa đem phần thưởng theo với Ngài để ban thưởng cho chúng ta. Miễn là Chúa thấy chúng ta trung tín hầu về Chúa, bất cứ việc nào mình nắm lấy để mình hầu về Chúa, hội thánh biết cũng được, hội thánh không biết không sao, Chúa biết, Chúa nhớ ghi. Cho nên hãy
hầu việc Chúa. Rồi chúng ta thấy một câu kinh thánh nữa trong câu thứ 20. Trong câu thứ 20, tôi xin mời Hội Thánh đọc câu kinh thánh này, xin khởi sự. Đấng làm chứng cho những điều ấy phán rằng: phải, ta đến mau chóng. Amen. Lạy Đức Chúa Giêsu, xin hãy đến. Đây là cái câu gần cuối của kinh thánh. Đây là điều Chúa nói, Chúa phán, Chúa xác nhận. Bởi vì chúng ta thấy những phần trên Chúa nói rằng mau chóng, mau chóng, mau chóng. Thì đây, chuẩn bị kết thúc sách Khải Huyền. Chúa xác nhận một lần nữa rằng Đấng làm chứng cho những điều ấy phán rằng: phải, ta đến mau chóng. Đó là phần của Chúa. Chúa xác nhận trước khi đóng cái ấn của sách Khải Huyền. Thế thì bây giờ tôi muốn hỏi Hội Thánh là amen. Lạy Đức Chúa Giêsu xin hệ đến, đây là lời của ai? Quý vị, lời của ai? Kế trên là lời của Chúa, xác nhận của Chúa. Chúa nói phải, ta đến mau chóng. Rồi bây giờ cái lời ở dưới này, amen. Lạy Đức Chúa Giêsu xin hệ đến. Tôi xin được hỏi Hội Thánh, đây là cái lời của ai? Của ai quý vị? Của người đã viết sách Khải Huyền. Và cái người viết sách Khải Huyền này là ai? Ông sứ đồ Giăng. Và sứ đồ Giăng là ai? Là người được Chúa yêu và là người yêu Chúa. Trong 12 sứ đồ, Giăng được mệnh danh là người được Chúa yêu và là người thường nghiêng mình trên ngực Chúa. Và chúng ta thấy rằng đối với Giăng, cái việc mà phải chia tay thầy của mình sau 3 năm như hình với bóng, ông đau đớn lắm, ông buồn bã lắm, quặn thắt lắm. Bây giờ Chúa tạm biệt ông, Chúa về trời. Chúa đã về trời và Chúa qua sách Khải Thị mở ra cho ông thấy việc này, việc kia, việc nọ. Rồi bây giờ chuẩn bị kết thúc sách Khải Huyền. Chúa xác nhận với ông Giăng rằng phải, ta sẽ đến mau chóng. Và bây giờ chúng ta thấy cái phản ứng của ông Giăng á. Cái phản ứng của ông Giăng khi ông nghe Chúa của mình, thầy của mình, người yêu dấu của mình nói rằng Chúa sẽ đến mau chóng, thì ông phản ứng thì sao? Amen. Lạy Chúa xin hãy đến mau. Nó bày tỏ một cái tấm lòng khát khao chờ đợi, sẵn sàng, phải không? Và Chúa ơi, Ngài nói là Ngài đến mau, con amen, xin mời Chúa mau đến. Và tôi muốn hỏi Hội Thánh, khi chúng ta nghe Chúa Giêsu xác nhận rằng phải, ta sẽ đến mau chóng, thì bao nhiêu người trong chúng ta có cái phản ứng giống như ông Giăng? Bao nhiêu người trong chúng ta cũng nói rằng amen, xin Chúa hãy đến, đến mau. Bao nhiêu người? Hồi tôi thấy sao Hội Thánh dè dặt quá hả? Sao vậy? Chúng ta không yêu Chúa à? Chúng ta không trông đợi để được gặp Chúa à? Nhưng mà thưa, đôi khi chúng ta cũng nghĩ lại, ôi Chúa, nếu giờ này Chúa đến, gia đình của con làm sao? Ôi Chúa ơi, giờ này Chúa đến, chồng của con làm sao? Vợ của con làm sao? Các con của con làm sao? Và đấy là cái điều nó làm cho chúng ta dè dặt quá, phải không? Không dám nói như sứ đồ Giăng rằng amen, con lạy Chúa, xin Ngài đến, đến nhanh, đến mau. Ôi xin Chúa thương xót, xin Chúa thương xót, để chúng ta chuẩn bị chính đời sống của mình trong cái sự sẵn sàng, gia đình của mình trong sự sẵn sàng đón Chúa. Và muốn như vậy, quý vị ơi, để nhận phần thưởng từ trời, xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta nhớ đến những người thân yêu của mình, nhớ đến cái trách nhiệm Chúa giao cho mình chu toàn chưa, để chúng ta có cái phản ứng như ông sứ đồ Giăng ở đây, là vui quá khi nghe Chúa sẽ đến mau. Amen, xin Chúa hãy đến mau.
và xin Chúa thương xót để mỗi người chúng ta trong cái tinh thần sẵn sàng đón Chúa trở lại và muốn nhận phần thưởng từ trời. Bốn điều chúng ta được nhắc nhở ở đây: hãy có một thái độ đúng đắn với lời của Chúa, yêu mến, trân quý, giữ gìn, làm theo lời của Chúa. Nếu muốn nhận phần thưởng từ trời, xin Chúa cho chúng ta mở miệng, mở niêm phong ra để chúng ta giảng tin lành, công bố tin lành cho thân hữu của chúng ta. Và nhất là mùa kỷ niệm Chúa Giáng sinh sắp đến, tôi mong rằng mỗi người trong chúng ta sẽ có một của lễ dâng lên cho Chúa. Và cái của lễ quý nhất, giá trị nhất đó là những linh hồn của những thân hữu được đem về với Chúa. Rồi để chúng ta có thể nhận phần thưởng từ Chúa là hãy làm công việc Chúa. Không phải nói, không phải suy nghĩ, không phải bàn bạc, mà hãy làm việc gì đó, hãy làm công việc Chúa. Và muốn nhận phần thưởng từ Chúa phải sẵn sàng, đời sống sẵn sàng, gia đình sẵn sàng, để bất cứ khi nào Chúa trở lại, chúng ta sẵn sàng. Thời điểm Chúa ban thưởng ở cái câu Kinh Thánh này, mau chóng. Những cái dấu hiệu trên thế giới này cho chúng ta thấy đúng, Chúa trở lại rất gần. Chúa nói rằng các ngươi thấy những dấu hiệu này thì biết con người đang đứng trước cửa rồi. Trước cửa rồi. Cho nên cái thời điểm để Chúa ban thưởng cho chúng ta không còn lâu, không còn lâu nữa đâu. Cho nên tôi ước ao rằng Chúa dùng cái điều này để khích lệ chúng ta mỗi người. Chúng ta không muốn là cái ngày gặp Chúa mà mình chỉ có hai bàn tay trắng, quý vị ha. Chúng ta không muốn mình gặp Chúa như được cứu xong dường như qua lửa. Lửa nó đốt cháy tất cả thì giờ, tiền bạc, của cải, đầu tư, ta lăng của mình. Mình chôn ở trong đời này hết cho nên nó cháy rụi. Và mình vào được thiên đàng, được cứu xong dường như qua lửa không có gì đem theo hết. Chúng ta không muốn như vậy, phải không? Và như thế thì xin Chúa cho chúng ta hãy tận dụng những thì giờ còn lại Chúa đang cho. Nắm lấy cơ hội hầu việc Chúa, nắm lấy cơ hội rao giảng về lời Chúa, nắm lấy cơ hội để yêu mến lời của Chúa, nắm lấy cơ hội để khuyên bảo tất cả những thành viên trong gia đình của chúng ta, để rồi ngày Chúa trở lại, hết thảy chúng ta vui mừng gặp Chúa. Chúa ban phước cho quý cụ, quý bạn chị em. Amen.